Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đa năng được tiêu thụ bởi mọi người trên thế giới. Dạo gần đây, hai loại gạo huyết rồng và gạo lứt đỏ, hay còn gọi là gạo lứt huyết rồng, được xem là lựa chọn lành mạnh. Chúng có bề ngoài gần giống nhau, vậy chúng khác nhau chỗ nào? Nay ắt sẽ giúp các bạn phân biệt nhé. Hiện nay rất nhiều người vẫn đang bị nhầm lẫn về vấn đề này. Chúng là hai loại gạo khác nhau nên tác dụng của chúng cũng khác, bởi thế có thể dẫn đến nhiều sự nhầm lẫn tai hại cho sức khỏe nếu không sử dụng đúng cách. Tìm hiểu ngay chia sẻ bên dưới. Gạo huyết rồng hay còn gọi là gạo đỏ là giống lúa xạ thường trồng ở vùng nước ngập sâu. Chúng mang trong mình sức sống khá mãnh liệt, có thể thích nghi với mọi điều kiện để sinh sống. Còn gạo lứt là loại gạo được xay sát, chỉ bỏ lớp vỏ chấu và giữ nguyên lớp vỏ cám, rất giàu sinh tố và nguyên tố vi lượng. Gạo lứt và gạo trắng khác nhau ở mức độ trong quá trình xay sát. Nếu gia tăng mức độ xay sát lên thì gạo lứt sẽ trở thành gạo trắng. Thành phần dinh dưỡng của loại gạo này gồm có tinh bột, chất đạm, chất xơ, các nguyên tố vi lượng như magie, canxi, sắt, selen và giàu vitamin như B1, B2, B3, B6. Gạo huyết rồng có hạt mẩy, có màu đỏ nâu khi bẻ đôi, hạt gạo bên trong vẫn còn màu đỏ. Gạo khi nấu thành cơm rất thơm và ngậy. Cơm gạo huyết rồng khi ăn có vị bùi, càng nhai càng có vị ngọt và béo. Còn gạo lứt có màu nâu đỏ do vẫn còn lớp cám bao bên ngoài. Nếu bẻ đôi hạt gạo lứt, bạn sẽ thấy lõi trắng bên trong. Nếu gạo này đem giã sạch lớp cám sẽ cho gạo trắng. Chính là loại gạo được nấu thành cơm mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Theo nghiên cứu của Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, gạo huyết rồng có chỉ số đường huyết thuộc nhóm cao là 75,1, hoàn toàn không phù hợp cho bệnh nhân đái tháo đường hoặc người ăn kiêng. Còn gạo lứt có chỉ số đường huyết thuộc vào nhóm thấp hoặc trung bình nên khá phù hợp với người bệnh tiểu đường và người ăn kiêng. Gạo huyết rồng đặc biệt có nhiều công dụng về chữa bệnh như ngăn ngừa tim mạch, phòng chống ung thư, phòng chống hen suyễn, chống loãng xương, tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cân, đặc biệt là có khả năng đào thải chất độc trong cơ thể. Gạo lứt nổi tiếng trong việc chữa bệnh nhờ công thức gạo lứt muối mè. Ăn gạo lứt thường xuyên giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, phòng chống loãng xương, sỏi thận, điều hòa đường huyết, và đặc biệt hữu hiệu trong việc làm đẹp da và giảm béo. Mong bài viết này sẽ bổ ích cho các bạn khi lựa chọn được loại gạo nào phù hợp với sức khỏe và nhu cầu cầu của bạn nhé. Ha ha ha, 问什么的说呵。